Nguyên Khôi xin kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin chào tới ngồi quý vị. Thưa quý vị, trước hết thì Hoàng Tuấn xin cáo lỗi. Nơi chúng tôi đang ở đã bắt đầu qua mùa thu. Khi qua mùa thu thì tự nhiên rất nhiều người, trong đó có Hoàng Tuấn nữa, có một cái giọng nói là trầm buồn, là rất là lãng mạn. Cho nên xin thỉnh thoảng khi nói là có điểm một vài tiếng ho, nên xin quý vị thông cảm cho thời tiết thay đổi. Trước hết thì chúng tôi sẽ phải được trả lời thư. Có một người gửi chúng tôi lá thư như thế này: tôi theo dõi báo Vẹm đã lâu, tôi cảm thấy hai anh thường châm chọc cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng ý là anh đọc báo lề phải trong nước, nhưng sau đó lại khéo léo phân tích chia sẻ châm biếm cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng tôi. Mấy mươi năm đảng lãnh đạo và nhà nước quản lý tài tình để đưa nhân dân chúng tôi thoát nghèo, tiến lên xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hiện đại. Cớ sao các người ở bên ngoài mà lại coi thường Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Tôi lên án những tư tưởng chống phá Cộng sản Việt Nam, yêu cầu các anh không được coi thường tổ chức lãnh đạo, nhà nước và xã hội nhân dân Việt Nam. Tôi sẽ gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu trừng trị những người coi thường Cộng sản Việt Nam lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống của các anh. Chào và hẹn gặp lại, gửi từ Tổ quốc Việt Nam. Cái việc mà gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng tôi không biết. Nhưng mà nếu mà gửi cho ông Obama thì ông sẽ cười. Ông nói trời ở Mỹ này tôi là tổng thống, nó còn mang ra nó diễu nữa mà. Nên là thì chúng tôi không có dám nói xấu đảng và nhà nước. Chúng tôi chỉ thấy cái gì thì nói cái đó thôi. Mà nói không đủ nữa. Một tuần có nửa tiếng đồng hồ nói và nói không đủ. Nó nhiều thứ để nói quá. Thưa quý vị, bình thường thì Hoàng Tuấn là người nhận thư của quý vị và trả lời những cái ý kiến đóng góp của quý vị nếu cần trên đài, hoặc là trả lời thư riêng cho quý vị. Nhưng mà trong tuần lễ vừa qua thì chúng tôi đặc biệt là có nhận được thư của một người bạn trẻ, rất tiếc là Nguyên Khôi không có in ra ở đây, gửi thẳng tới chỉ qua email của Đài Quê Hương. Chúng tôi nhận được và có trả lời cho người bạn trẻ đó rồi, trả lời riêng, chỉ xin nêu kỹ chính ở đây thôi. Người bạn trẻ có nói rằng là đại khái là nếu bây giờ chế độ cộng sản nó sụp đổ thì ai sẽ điều khiển đất nước? Thì chúng tôi trả lời đại khái là cái ý chính là nếu mà Cộng sản Việt Nam sụp đổ thì đó là cái điều mừng, và lúc đó thì người ta mới biết rằng Việt Nam mình có rất là nhiều nhân tài, mà những người tài giỏi này sở dĩ họ không có cái điều kiện để được phục vụ đất nước đó là tại vì họ bị ém dưới cái chế độ Cộng sản, cái chế độ độc quyền, độc tài, đảng trị, mà chỉ có những người trong đảng và những bè phái của họ mới nắm được cái quyền lãnh đạo thôi, còn những người khác mặc dù có tài, có khả năng cũng không thể nào mà chen chân vào cái bộ máy cầm quyền được. Thì đại khái là như vậy. Và cái này không phải chỉ có ở Việt Nam nó mới xảy ra, mà tất cả những nơi mà có Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng Cộng sản thì nó đều là như vậy thôi. Xin lỗi anh Nguyên Khôi, tại vì nối vô cái thư đó thì Hoàng Tuấn nhận được hai lá thư cũng chung một cái nội dung như vậy, gửi qua email chương trình đọc báo Vẹm, cũng nói cái ý như vậy đó. Tức là nói là Việt Nam Cộng hòa cũng chả tốt đẹp gì. Theo lời của những người mà người trong gia đình của cái bạn trẻ này đó, thì Việt Nam Cộng hòa cũng tham nhũng, cũng hối lộ, cũng quan chức, cũng hống hách, cũng thế này thế khác. Thì chúng tôi đã có lần thưa với quý vị rồi, chế độ Việt Nam Cộng hòa không phải là khuôn vàng thước ngọc. Nhưng chế độ Việt Nam Cộng hòa trong thời kỳ chiến tranh, kinh tế vẫn ngang với Tân Gia Ba, với Mã Lai Á, với Thái Lan, với Nam Hàn. Và sau khi được giải phóng miền Nam, được sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước, thì Việt Nam là tuột lút xuống, là nghèo ơi là nghèo. Rồi bảo rằng là cũng y như cái ý mình Khôi nói đó, nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ thì ai? Rồi cũng nói là những người ở hải ngoại này về thì sẽ làm rối loạn đất nước. Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ không ai ngoài này mà nó là về để mà thay thế cái chuyện trong nước cả. Tất cả những cái tổ chức đấu tranh ở hải ngoại đó chỉ kêu gọi là nhà nước Cộng sản Việt Nam đừng có hèn với giặc và đừng ác với dân, và phải thực thi dân chủ và xóa bỏ điều 4 hiến pháp để cho tự do bầu cử, để cho người có tài ra lãnh đạo đất nước. Và cái vận mệnh đất nước á là bị do nhân dân ở trong nước quyết định. Những người ở hải ngoại chỉ là hỗ trợ thôi. Thì bây giờ nếu mà mấy ông Đảng Cộng sản mà ông xuống đó, thì thưa quý vị, thành phần trí thức trong nước đâu có phải là không có đâu, rất nhiều người. Cho nên cái vận mệnh của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam là do những người dân trong nước quyết định, những người ở hải ngoại chỉ là hỗ trợ thôi. Bởi vì bạn trẻ thì cũng rất là các anh ở ngoài này, các ông nói thì không cũng chả thay đổi được cái gì cả. Thì để chúng tôi sẽ tìm con đường riêng của chúng tôi. Thì chúng tôi hy vọng là con đường riêng của các bạn trẻ là con đường làm sao đấu tranh để mà dẹp cái Đảng Cộng sản đi, thì chúng tôi rất là mừng. Dạ vâng, và cái chuyện mà cái lý luận như vậy thì ở những nước dưới cái sự cai trị của Đảng Cộng sản nào đó thì nó cũng đều đưa cái lý luận đó ra để mà duy trì cái thế độc tôn lãnh đạo của đảng. Trước đây cũng vậy, thì
Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên mà có Đảng Cộng sản. Rất nhiều các quốc gia khác đã có Đảng Cộng sản rồi, Liên Xô và khối Đông Âu. Thì khi mà những cái Đảng Cộng sản đó nó sụp đổ thì bao nhiêu người tài, phải không ạ? Có dịp lãnh đạo đất nước. Và có điều rất là trùng hợp là tất cả những quốc gia đó, người dân dưới những quốc gia đó hình như không có ai luyến tiếc thương gì cả Đảng Cộng sản khi mà nó sụp đổ. Cho nên đừng có lo, nếu mà Đảng Cộng sản phải nó sụp thì những người tài khác ở trong nước sẽ có cái cơ hội để phục vụ đất nước. Và cái kinh nghiệm của Đông Âu, của Liên bang Xô Viết quý vị thấy rồi, thì chính lực lượng ở trong nước thôi, chứ cũng không phải thế lực nào ở hải ngoại mà chạy về thay thế cả. Rồi người bạn trẻ có nói là ở bên Mỹ này các hội đoàn cái tranh đấu cãi vã nhau biểu tình thế này thế khác, thì thưa quý vị, đó là một cái chế độ dân chủ. Biểu tình ở Mỹ đó được cảnh sát bảo vệ và người ta, cái đó là cái quyền tự do ngôn luận. Còn chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì chúng tôi xin thưa là không phải khuôn vàng thước ngọc, nhưng ít nhất đó người dân có được cái quyền căn bản là tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Còn Cộng sản Việt Nam vậy thì không có. Rồi, chúng tôi nói gọn như vậy. Cho tôi nói thêm nữa. Xin mời. Và nói cái chuyện mà các hội đoàn ở hải ngoại có những cái sự nhiều khi mà tranh chấp nhau đấy. Tranh chấp nhau hoặc là có bất hòa hay là khác biệt ý kiến với nhau về quan điểm mà sinh hoạt và đấu tranh, thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường ở xứ Mỹ này. Xã hội dân chủ mà. Bình thường thôi quý vị, bây giờ ngay ngày hôm nay này, khi chúng tôi đang nói chuyện với quý vị này, các cái công sở ở Mỹ cũng bị đóng cửa vì hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ họ đã có những cái tranh chấp trên Quốc hội và trên hành pháp. Thì cái chuyện đó nó là cái sinh hoạt rất là bình thường ở đây thôi, như nhìn ngoài muốn cả. Nhưng nếu nó có xảy ra thì người dân cũng chấp nhận cái chuyện đó, vì đó là cái hệ quả của một cái xứ dân chủ và tự do. Và cũng từ những cái mà khác biệt đó, đất nước bao giờ cũng có đối trọng và sẽ phát triển từ đó. Tại vì một đất nước mà độc tài, độc đảng, độc quyền thì cuối cùng nó dẫn tới tham nhũng và thối nát, đơn giản là như vậy. Bây giờ chúng tôi xin anh Khôi có một cái việc cũng cần thiết nữa, là có rất nhiều người gửi cho chúng tôi email nói là tại sao cái việc mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi sang Pháp đó các anh không nói tới. Thưa quý vị, thì chúng tôi nhận được rất nhiều những cái nguồn tin tức của quý vị gửi qua YouTube vân vân. Và qua cái sự việc này chúng tôi thấy rằng là cái nghị định 72 của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam á, nó đúng quá. Sao vậy? Tức là cấm không được tổng hợp tin tức trên Facebook là đúng. Là bởi vì bây giờ thưa quý vị, cái việc mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua Pháp đó, Facebook tràn lan. Và việc ngay cả luật sư Lê Quốc Quân mà bị đưa ra tòa xử đó, phiên tòa bất công á, phiên tòa giả mang đó, mang rợ đó, thì Facebook người ta cũng tràn ngập. Cho nên cái nghị định 72 nó đúng quá. Bởi vì nó tổng hợp như thế. Và cái điều tội nghiệp là như thế này. Một cái đài khi mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Pháp đó, thì là tất cả những cái tờ báo lớn hay là những cơ quan truyền thông lớn người ta không đã động tới. Nhưng mà có một cái đài truyền hình đó, nó có một cái show là mang những cái chuyện ra giễu cợt đó, thì đưa hình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên. Thì thưa quý vị, chúng tôi không phải là chê bai gì cả, nhưng mà với cương vị là một thủ tướng, khi đi ra nước ngoài cái phương về cái nguyên tắc ngoại giao thì không phải nói cái ngôn ngữ của đất nước đó, nói tiếng mẹ đẻ của mình, cho dù mình có biết đi chăng nữa. Thì cho nên trong cái hình á, một lát nữa bên ban kỹ thuật sẽ, khi chúng tôi nói chuyện thì ban kỹ thuật sẽ chiếu cho quý vị xem. Tức là khi mà ngồi nói chuyện với Thủ tướng Pháp, thì ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông muốn cái cửa phía sau đóng lại. Thì thay vì mình cứ nói đàng hoàng, nói bằng tiếng Việt, tôi đề nghị đóng cửa phía sau lại, thì sẽ có thông dịch viên. Ông cứ quay lại, nghĩa là không có cái phong cách của một vị lãnh đạo. Rồi khi mà ông Thủ tướng nói, ông khều của ta, ông nói, nói lại đi, nghe chưa được. Rồi ông nói một câu tiếng Việt nữa, ông nói một câu tiếng Việt mà nó rất là ngớ ngẩn. Tôi xin bày tỏ sự vui mừng được trở lại thăm nước Pháp ở châu Âu và trên thế giới. Thì sau này cái đài truyền hình đó người ta dịch cái câu ra thì người ta cười. Dĩ nhiên thưa quý vị, chúng tôi không biết tiếng Pháp, bởi vì người ta qua cái cách mà người ta nói chuyện, tôi biết là người ta đang cười cợt chê bai ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì chúng tôi đề nghị quý vị nào mà giỏi tiếng Pháp đó, quý vị lấy cái video clip đó ra, quý vị có thể chạy chữ dưới để cho những người già không biết tiếng Pháp biết. Thì cái việc mà anh nhớ ngày xưa khi mà cung phi mỹ nữ mà được tuyển vô trong cung á, thì người ta phải qua một cái lớp dạy, vô trong đó phải đi đứng ăn nói làm sao. Thì huống gì mình là một thủ tướng, đúng không? Thì đâu có bắt buộc phải nói tiếng Pháp giỏi như là ông Phạm Văn Đồng, đâu bắt buộc phải nói tiếng Anh giỏi như ông Thiệu hay là Tổng thống Diệm hay là ông Kỳ. Nhưng mà ít nhất á, cái phong cách của mình đi ra, thì mình phải biết học ăn, học nói, học gói, học mở, nhất là mình đi ra ngoài. Nhưng mấy ông lãnh đạo Cộng sản thì chỉ biết học ăn, chứ không biết học nói. Và chỉ biết học mở, chứ không biết học gói. Không biết tại sao học mở không?
bởi vì người ta cứ gói quà ra tới thì ta không mở thôi. Cho nên là đã là một thủ tướng đại diện cho một đất nước và được người ta dòm ngó vô thì cũng phải chú ý một chút xíu. Trong khi rể mình á, là cũng có học ha, mở một nước tư bản nữa, mà có thể sao, bây giờ là mở ra một cái hệ thống fast food nổi tiếng nữa, thế thì mình phải học cái cách làm sao cho đi ra. Rồi ngơ ngơ ngáo ngáo như thế thì tội nghiệp quá. Vous aviez envisagé un déplacement en France et il a lieu. Xin lỗi ngài, chưa nghe được. Ça ne marche pas. Chưa nghe được. Thưa ngài Thủ tướng Pháp, trước hết, thay mặt đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ Việt Nam, tôi bày tỏ vui mừng được trở lại thăm nước Pháp ở châu Âu và trên thế giới. Anh Hoàng Tuấn nói hơi nhiều, đặc biệt là anh có vẻ rất là thích thú với câu chuyện Thủ tướng đi Pháp, cho nên là chúng ta không có nhiều thời giờ để đọc báo. Mà chúng ta cũng cố gắng đọc nhiều bài, nhưng mà đọc ngắn thôi thưa quý vị. Tổng Bí thư, báo VN Express, Tổng Bí thư nói đề phòng thế lực muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp. Trao đổi với cử tri hai quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm ngày 28 tháng 9 về vấn đề tên nước trong dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, Tổng Bí thư cho hay ông được biết tuyệt đại đa số người dân đồng ý với tên gọi hiện nay, đó là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một bước tiến, chúng ta đang đi lên chủ nghĩa xã hội, chứ có dừng ở cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đâu. Tổng Bí thư nói như vậy, việc này theo ông sẽ do Quốc hội quyết định, song cũng phải phòng khả năng thế lực xấu bên ngoài lợi dụng đổi tên nước để làm việc khác, cũng như muốn bỏ điều 4, xóa vai trò lãnh đạo của Đảng. Khoan, xin hỏi anh, tôi hơi bức xúc cái chỗ này. Bức xúc trong ngoài kép nha. Thứ nhất á, là tuyệt đại đa số, có nghĩa là chúng ta có sức mạnh toàn dân, thì có cái gì để chứng minh tuyệt đại đa số không? Ví dụ có một cuộc trưng cầu dân ý không? Thì còn nếu mà thực sự đã có tuyệt đại đa số như vậy, sức mạnh của toàn dân, thì có lẽ anh Khô đã nói là ví dụ như là 100 người, thì bây giờ hết 99%, 99 người, chỉ có một người nó không muốn cái chuyện đó. Thì cái chuyện đó nó có đâu có gì đâu phải lo. Thứ nhất là không có gì phải lo, và thứ hai là cứ cho bầu cử tự do đi, phải không ạ? Tuyệt đại đa số rồi thì mình cứ bầu cử đi, cho công khai cho thế giới biết, cho mọi người dân biết xứ mình là xứ tự do, và tuyệt đại đa số dân nó muốn như thế này. Nếu mà dân muốn giữ cái tên nước thì mình giữ tên nước, dân muốn giữ Đảng ở điều 4 hiến pháp thì giữ Đảng ở điều 4 hiến pháp. Mình dân nhiều khi dân lại còn háo hức nữa, lại còn muốn đây điều 5, điều 6, điều 7 để mà Đảng là muôn đời vĩnh viễn thì cứ việc thôi. Nếu mà đó là ý kiến của tuyệt đại đa số, và nếu mà thực sự có một cuộc bầu tự do như vậy á, thì bảo đảm với quý vị là thế lực bên ngoài, là thế lực bên trong, là thế lực trên trời, là thế lực dưới đất, là thế lực dưới địa ngục, hay là thế lực ở đâu, nó cũng chẳng làm gì được hết. Bởi vì Việt Nam đã từng phát động cuộc chiến tranh nhân dân mà, cái gì cũng nhân dân. Cho nên là ông Nguyễn Phú Trọng, xin lỗi quý vị, ở ngoài Hà Nội người ta gọi là ông Trọng Lú, chứ không phải chúng tôi gọi nha. Thì chúng tôi nghĩ cái điều đó cũng đúng đó. Bây giờ thì ông không lú mà ông hơi lẫn rồi. Rồi mời anh tiếp. Có một cái tin cũng... hai cái tin mà quý vị nhắc tới nhiều nhất. Thứ nhất á, là cái chuyện mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi qua Pháp. Thì quý vị có dịp thì đi vô YouTube xem là thấy nó rõ ràng hơn. Cái thứ hai là cái tin rất nhiều báo đưa lên tin hàng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời vào ngày 4 tháng 10, hưởng thọ 103 tuổi. Và người ta ca ngợi cái chuyện mà thành tích trong quá khứ, rồi ca ngợi nghĩa là người ta nói là ở Việt Nam á, cái người mà được dân chúng yêu mến nhất á, là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thứ nhì là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì cái chuyện đó cũng cần phải xem lại. Cũng là tuyệt đại đa số đó. Nhưng mà người ta không nói tới cái chuyện mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề nghị là không có được khai thác bô xít. Người ta quên cái vụ đó nữa. Thưa quý vị, ngày hôm nay như Hoàng Tuấn nói đúng, Nguyên Khôi mở tất cả các trang web của các báo ở Việt Nam ra thì đều đăng tin ông Võ Nguyên Giáp mới qua đời. Và không phải là chỉ một bài đăng tin không, mà rất nhiều bài khác để nói về cuộc đời và sự nghiệp của ông ấy. Thì những câu chuyện đó mình tính sau. Nhưng cái điều mà làm chúng tôi rất là ngạc nhiên và phải nói là sửng sốt nữa, tại vì không biết là mình có tin vào mắt mình hay không á, là khi mà chúng tôi mở cái trang web của tờ báo lớn nhất ở trong nước là tờ báo Nhân Dân. Hoàn toàn không có một chữ, không có một hình ảnh gì, không có một cái tin nào liên quan tới cái sự việc mà ông Võ Nguyên Giáp qua đời cả. Cho nên là chúng tôi cũng không hiểu cái chuyện gì xảy ra đây. Hay là mình mắt mình bị lầm. Không, tôi nghĩ là anh nhiều khi... Hay là cái computer của chúng tôi nó bị problem, cho nên nó không có đưa được cái tin update mới nhất từ báo Nhân Dân. Mở sang cái computer khác, mở lên cũng không thấy gì cả. Một cái tin lớn như vậy, tất cả các báo đều đăng như vậy, mà tại sao báo Nhân Dân có lẽ đăng? Là anh nên xem lại báo Quân đội Nhân Dân, bởi vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc về quân đội. Chúng tôi chỉ có thể đặt ra một câu hỏi thôi. Hay là Đảng không chơi với ông Võ Nguyên Giáp nữa? Hay là ông Võ Nguyên Giáp vào cuối đời không chơi với Đảng nữa?
Cho nên là bây giờ lúc ông Võ Nguyên Giáp qua đời thì cái chuyện nó cũng bình thường thôi. Một ngày đất nước mình có bao nhiêu người qua đời thì thêm một người qua đời nó cũng là chuyện bình thường hơn nữa. Ông 103 tuổi ông có qua đời thì cũng là cái chuyện không có gì đáng ngạc nhiên và không có gì quan trọng cả. Đảng không chơi với nếu mà không chơi với đảng thì đảng cũng không chơi với ông ấy nữa thôi. Huệ.